quý vị có từ từ là quý vị có đồng ý không, là quý vị lo lắng là con mình không biết cưới con bé nào là nó về nó có leo đồ mình nó ngồi không hay làm sao quý vị. Phải không, có nhiều người thấy cười thoải mái là chừng nó vị là cũng đúng tâm trạng lắm thôi. Tức quý vị ngày xưa đó thì quý vị biết đó, đàn ông con trai thì mình nghĩ là muốn cưới ai đó là phải về thưa bố mẹ trước, bố mẹ có cho phép thì mới nghĩ đến chuyện cưới xin không quý vị. Và cũng như ông Vũ Minh khi mà ông mới yêu cô Hằng Nước thì ông không muốn lấy cô làm vợ thì cũng phải về xin phép mẹ trước, nhưng mà rất là may là người mẹ của ông là một người đàn bà rất là hiện đại và không có sợ cái chuyện mà mẹ chồng con dâu này nọ nghe con muốn vợ thì bà ấy đồng ý ngay và nói như thế này thưa quý vị. Ơi